tại buổi tiếp đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel crinting brinton đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hà nội với các địa phương của hoa kỳ cảm ơn chính quyền và người dân hà nội đã chia sẻ ủng hộ trang thiết bị bảo hộ để hỗ trợ người dân hoa kỳ chống dịch đại sứ daniel crittenbrink khẳng định mối quan hệ với việt nam đóng vai trò trụ cột trong mối quan hệ giữa hai quốc gia đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ toàn diện giữa hoa kỳ với việt nam nói chung với hà nội nói riêng nhất là trên các lĩnh vực như công nghệ du lịch và đầu tư thương mại